Chào các bạn. Có bạn hỏi tôi là cái xe Rimway mà giờ mình gắn cái đầu hơi vô thì nó có mạnh hơn hay không? Ở trên cái xe Thái, cái quay Thái thì nó có cái ống hơi như thế này. Thì để làm cái có tác dụng gì? Tại sao trước kia là cái chiếc rim là không có? Thì cái video clip hôm nay là để trả lời câu hỏi này. Thì trước tiên á, là cái bộ này á, là gọi là cái nó đi với cả một cái van phía sau nữa, nó là cái bộ trung hòa khí thải được sản xuất theo cái yêu cầu là bảo vệ môi trường theo cái tiêu chuẩn của Euro 3. Và như vậy á, là đây là cái đây là một cái ống ống kim loại, cái khúc này nó phải kim loại vì cái phần nó nóng lắm, do đó người ta làm bằng kim loại. Chỉ cái khúc sau nối vào cái ống này thì nó bằng cao su thôi. Cái ống này nó sẽ dẫn vào trong cái vị trí này, nó sẽ dẫn không khí vào trong đây. Và nó đi vào trong cái đường của khí xả trước khi ra cây bồ. Thì để xác thực điều đó thì chúng ta sẽ mở nó ra xem có đúng là nó đi ra cây bồ hay không, hay nó còn đi đâu nữa. Và các bạn hỏi tại sao chiếc rim hồi xưa là nó không có, nó chạy vẫn tốt vậy? Thì ở đây vấn đề không phải là máy nó sẽ tốt hơn hay là không tốt hơn, nhưng đây là vấn đề là bảo vệ môi trường, vấn đề xử lý khí thải. Do đó nó mới có cái bộ này. Và cái bộ này có tác dụng là đưa gió tươi vào cái đường khí thải trước khi ra cây bô, tức là cái đường phía bên cây xúc bắp lửa, cây xúc bắp xả nè. Nhưng nó không có dính gì vô tới bên cái phần của cây xúc bắp hết, nó sẽ đi bên cạnh cây xúc bắp để nó đi ra cây bô. Và cái khí tươi lấy vào để đưa vào đây á, thì nó có oxy, nó sẽ trung hòa một số những cái chất khí độc, ví dụ như là khí monoxit carbon CO. Khí này nó rất độc, tức là với cái nồng độ cao người ta có thể ngất xỉu hoặc là chết. Do đó là cái bảo vệ môi trường thì trước tiên là nó xử lý cái khí CO trước tiên, và sau đó còn số khí độc khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem cái đường này có đúng như là tôi nói là nó đưa không khí vào trong cái đường khí xả hay không ha. Rồi chúng ta sẽ mở cái con ốc phía sau này ra. Kế đến là mở hai cái con ốc ở phía trước. Tôi đã nới lỏng rồi. Đây, tức là nó sẽ ra như thế này. Đây nó rõ ràng là một cái ống các bạn. Và chúng ta thấy là cái ống này nó đi vô như vậy để coi là nó có đúng là nó ra chỗ cây xúc bắp này hay không.
thì bắt buộc chúng ta phải giật cái đầu ra và chúng ta phải mở cái xúc bắp lửa ra để chúng ta quan sát cho nó dễ. Rồi sau khi tôi đã tháo cái đầu của cái ống hơi này ra ha, thì tôi cũng tháo tiếp cái cây xúc bắp lửa ra. À, phía sau này đã tháo ra trống hết rồi nè. À, thì giờ tôi rút cây xúc bắp lửa ra để làm gì? Để cho chúng ta dễ quan sát là cái chúng ta thấy là ngoài cái lỗ giữa đây là lỗ của cây xúc bắp, thì kế bên nó còn một cái lỗ. À, chúng ta có thể thấy kế bên nó là nó còn một cái lỗ đây. À, lỗ đây, cái lỗ giữa này là lỗ của cây xúc bắp lửa đây, và cái lỗ kế bên này là cái lỗ đi từ trên trên cái ống hơi này đi xuống. Thì tôi lấy cái cọng giấy này, tại vì cái khúc dưới này nó túm lại nên phải có cái ống mềm mới cho vô được. Thì bây giờ không có ống mềm thì tôi lấy cái miếng giấy này, thì chúng ta sẽ thấy đây, tức là tôi rút ra rút vô thì miếng giấy nó đã bị, rõ ràng là nó thông, cái ống nó thông qua tới đây ha. Các bạn có thể thấy rõ ràng đó. Cái lỗ này vẫn là lỗ của cây xúc bắp đây, và đây cái đường ống nó đây. Tôi gắn cây xúc bắp trở lại. Đây, gắn cây xúc bắp lại ha. Tôi lấy nó ra. Đây, cây xúc bắp lửa nha các bạn. Tức là khí thải đi qua đường này. Và đó, thì bên cạnh phía dưới này, bên cạnh của cái cây xúc cái hốc của cây xúc bắp lửa này có cái đường ống. Là tôi dùng một cái giấy tôi cuộn tròn lại, tôi nhét vào đây. Hiện ta thấy rõ ràng là cái đường giấy nó di chuyển đó, phía trên nó đây. Thì cái việc đơn giản này nhưng mà phải nói chi ly ra vậy để chúng ta phải hiểu rằng nó chẳng có dẫn đi đâu cả, nó dẫn ra khí thải. Tại vì cái hốc bên trong của cây xúc bắp này nó hoàn toàn là chỉ có sau khi mà lắp cây xúc bắp vào á thì nó kín. Nó chỉ có một đường duy nhất là nó ra cái khe của miệng xúc bắp này để nó tức là khí xả ở trong đây đi ra. À, thì nó sẽ đi ra cây bô. Chỉ có đường duy nhất là nó đi ra cây bô, và cái gió tươi từ phía bên này là được đưa để hòa vào trong cái khí thải, để nó trung hòa những cái khí độc còn sót lại trong quá trình cháy, nó sản sinh ra một số khí độc thì nó sẽ đốt luôn trước khi là cái khí thải đi vào cây bô để ra môi trường. Chúng ta nhìn phía này thì không thể nào thấy được cái đường ống đó, nhưng mà chúng ta phải lấy cái cây xúc bắp ra và nó nằm ở bên trong, nó nằm ở bên trong cây xúc bắp nha các bạn. Và vì vậy á, thì thợ cũng hay gọi là cái đường ống này là đường ống của cái hệ thống van bô, tức là cái van dẫn không khí vào trong cây bô. Thì cái van này nó một chiều, nó lấy khí tươi từ trên cái bộ van này. Chút nữa tôi sẽ cho minh họa cái bộ van nằm ở ở phía sau cái đường ống này ha. Phía này thì bắt vô trong đầu bò rồi. Phía này bắt vô đầu bò đi ra cái cây xúc bắp xả. Phía này sẽ đi vào trong một cái van một chiều, van nó lấy gió tươi vào và nó không không cho khí thải đi ngược ra, tức là gió tươi chỉ có đi vào trong cái đường này để trộn vào trong cái khí thải đi ra cây bô thôi, chỉ có đi vô cây bô thôi chứ gió tươi không được ói ngược trở lại. Thì cái van để lên ngược trên bô e.
À thì cái van một chiều nó có nhiệm vụ vậy, nhưng mà cách gì để mà nó rút được gió tươi vào đây, không có cái gì để bơm nó vô hết nhưng mà nó vẫn rút vào được. Tại vì sao? Tại vì trong quá trình mà cái cây xúc bắp nó đóng mở liên tục á, thì nó sẽ phát sinh một số những cái sóng, gọi là sóng có sóng hồi đáp á. À, nó có những cái xung, à, nó chịu áp suất âm, do đó nó sẽ giật gió tươi vào. À, mặc dầu ở đây là khí thải đi ra nhưng mà gió tươi nó sẽ có những cái sóng âm, tức là ở cái tần số rất lớn, nó sẽ nuốt cái gió tươi vào từ cái đường ống này để trộn với khí thải và để trung hòa những cái chất độc, khí độc ở trong khí thải. Và như vậy á, nếu nó trung hòa cái khí độc ở trong khí thải thì nó làm cho môi trường tốt hơn thôi, nhưng mà nó không làm cho cái máy mạnh hơn đâu nha các bạn. Các bạn nhớ điều đó. Thứ nhất, nó không làm cho máy mạnh hơn. Cái thứ hai, nó cũng chẳng có giải nhiệt gì cho cái đầu bò này hết. À, nó lấy gió tươi vào để nó đi theo cái khí thải, nó trung hòa khí thải mà, chứ nó đâu có làm mát ở trong đầu bò đâu. Nó ra chỗ này, chỗ này là chỗ nóng, nó không đi ngược vào trong cái bồn đốt mà nó đi ra cái bô luôn. Thì như vậy là nó không có tác dụng làm mát là một, nó không có tác dụng tăng công suất, tăng sức mạnh của cái xe lên là hai, tức là hai cái đó là nó không có tác dụng gì cả. Nó chỉ có tác dụng duy nhất là khử cái khí độc trước khi thải ra môi trường theo cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Euro 2, Euro 3 gì đó, tức là càng ngày những yêu cầu càng ngày càng khắt khe. Đây, tôi sử dụng cái hình này để tôi minh họa cụ thể cho cái đầu lồng hơi mà hồi nãy chúng ta đã xem đó. Thì cái phía dưới này là cái chỗ bắt vô cái đường vô cây xúc bắp xả mà nãy tôi vừa nói cho các bạn. Tức là cái ống này đây, à, cái đầu này, chỗ này là bắt vô cây xúc bắp xả đang dưới đây đây. Đấy các bạn. À, chỗ chúng ta thấy ở đây còn thấy còn hai con ốc đây. Và như vậy phía trên này là nó bắt vào trong một cái ống cao su. Đây chúng ta thấy ở đây có cái phe cài đây. À, và cái cục này thợ thì thường kêu nôm na là cục bơm, nhưng mà thực chất nó chẳng có bơm gì hết, nó chỉ là cái van một chiều thôi các bạn. À, nhưng mà cái công lê này nếu đúng là hàng Thái, hàng nhập về đó là đắt tiền đó, đắt tiền là 1 triệu mấy đó, chứ không phải là giá bèo đâu. À, vì nó là đồ hiệu mà, nó chứng tỏ là đây là có cái hệ thống tiên tiến, là nó trung hòa khí thải, bảo vệ môi trường. À, thì như vậy, ở đây nó lấy không khí tươi ở đâu vào? Nó lấy từ cái hộp boe nè. À, dẫn vào đây, nó có một cái ống lọc ở đây. À, nó lấy vào trong hộp boe, lấy gió tươi trong hộp boe dẫn vào đây. Đi vào trong cái van một chiều này. À, nó kêu là cục bơm á, nhưng mà van một chiều thôi. Và gió tươi chỉ được quyền là đi từ boe nuốt vào trong này, vô trong ống xả cái bô thôi, chứ không được quyền ói ngược lại. Ở tác dụng cái van một chiều chỗ này nó chỉ là như vậy. Khi nào cái van nó dơ, cái van nó bị lỗi, bị vên, nó không kín nữa thì nó mới ói cái khói ngược lên trên này. À, chứ còn bao giờ nó cũng nuốt xuống. Rồi, tóm lại là cái video clip hôm nay cái chủ đề rất đơn giản, tức là trả lời câu hỏi là đầu lồng hơi mình gắn thêm vô xe, mình độ thêm vô xe là nó có mạnh hơn hay không, nó có tác dụng gì, có ích lợi gì, mà tại sao, hơn nữa tại sao nó đắt quá vậy, nó 1 triệu mấy lận. Thì trả lời thứ nhất
là nó không làm xe mạnh hơn một chút xíu nào hết. Cái vì nó không có tác động gì tới phân khối xi lanh, hay nó không có tác động gì vô trong cái chuyện là làm máy mạnh hơn là thì không có. Cái thứ hai nữa là nó cũng không giải nhiệt máy, mà nó chỉ vì nó chỉ đi qua chỗ ngay cái cây xúc bắp lửa rồi nó đi vào trong cây bô luôn, chứ nó không có đi lòng vòng ở trong cái đầu kia lát này. Nó không có giải nhiệt, nó không đi vào bên trong của cái đầu bò này, nó chỉ đi vào coi như đầu cây bô, đi vào đầu cây bô để là ra cây bô, ra theo cái khí thải theo cây bô thôi. Như vậy tác dụng duy nhất của nó là để xử lý khí thải, khử những cái chất khí độc trong khí thải trước khi đưa ra môi trường rồi. Và như vậy các bạn sẽ hướng tới một cái câu hỏi thứ hai nữa. Những cái đầu mà người ta chế những cái ống hơi vào trong cái nắp che cái bánh răng cam này, hoặc là trên ngay cả trên mấy cái nắp đầy xúc bắp này luôn, để làm cái gì? Thì đây là một vấn đề khác chúng ta sẽ bước qua. Đây cái trường hợp thứ hai mà các bạn cũng đề cập tới, tức là như vậy những cái ống mà gọi là những ống thông hơi nhớt này để làm gì, nó có tác dụng gì? Những cái này thì nói chung là cũng bài vẽ ra, vẽ rắn thêm chân thêm cánh rồi thêm thôi. Chứ còn nói là thông hơi nhớt, nhưng mà thật ra trên cái lốc máy nó cũng đã có một cái lỗ thông khí trời rồi. Nó ẩn ở phía trong cái chassis nè. Rồi á là khi cái máy chạy cái dên á thì nó tuần hoàn, thì khi bít tông lên xuống như vậy á thì phía dưới bít tông á nó không có một cái cản trở gì hết. Người ta nghĩ là thông cái này để nó đi lòn, rồi nó thông cái hơi hậu bít tông nó sẽ nhẹ cái xe, nhưng mà không phải vậy. Bản thân bít tông đi lên thì nó nén, đi xuống tưởng là phía sau nó cũng bị cản mà nó không cản đâu các bạn. Những cái đường ống này làm thì người ta nói là để tản nhiệt cái xe chạy đường trường cho nó mát. Những xe chạy đường trường mát hay không là ở những cái cánh tản nhiệt ở trên cái lốc này nè, trên xi lanh, trên đầu bò, và toàn bộ cái lốc nó làm bằng nhôm là mục đích để làm gì? Để tản nhiệt nhanh nhất, tốt nhất, tản nhiệt bằng gió cưỡng bức. Còn nếu tản nhiệt như vậy nó sẽ thấy là chưa đủ, nó có thể là dùng cái két dung dịch giải nhiệt, hoặc là két nước, hoặc là két nhớt, để nó sẽ tản nhiệt, nó hạ nhiệt cho chính cái dung dịch tuần hoàn ở trong cái máy này. Do đó là những cái chúng ta thấy ở đây trên cái nắp đậy xúc bắp cũng có một cái ống hơi, trên cái nắp che cái bánh răng cam cũng có cái ống hơi, rồi phía bên kia bên cái con cái nắp mà có cái que để thâm nhớt á, người ta cũng bỏ đi và người ta thay bằng một cái nắp răng mà có cái ống hơi luôn. Nó tuần hoàn nhưng mà thật ra nó không tuần hoàn. Người ta nghĩ là nó có chênh lệch giữa cái không khí lạnh ở bên ngoài với lại cái không khí nóng ở phía trên mặt nhớt ở trong máy, nó sẽ tự động, nó sẽ tạo ra cái luồng đối lưu. Nhưng mà thực ra cái luồng đối lưu đó không rõ ràng, vì ở đây chúng ta thấy là chích tùm lum hết. Ở đây chích một đường, ở đây chích một đường, rồi phía sau đuôi ốc thâm nhớt cũng có một ống, rồi phía trong lốc máy này phía trên cũng có một ống luôn. Thì những cái thông hơi nó quá nhiều chỗ như vậy thì nó biết lấy cái đường nào để làm cái dòng chảy của nó mà gọi là có đường ra đường vô. Thành thử ra cái cách làm này thì chủ yếu là làm kiển, chứ không
làm kiểng, làm cho màu mè, làm cho đặc biệt. À, tại vì độ kiểng thì thích độ gì thì độ mà, chứ đâu có nhất định là vì cần cho cái kỹ thuật gì mà phải độ đó. Độ làm kiểng là làm càng độc càng lạ, thậm chí càng khác người. À, thì có nhiều người người ta thích như vậy. À, do đó thì tôi, ý kiến riêng của tôi, tức là những cái đường ống hơi này, kể cả ống hơi phía sau cái nắp thâm nhớt luôn, là không, cũng không có làm máy mạnh hơn chút xíu nào đâu. À, đó là ý kiến riêng của tôi. Còn các bạn nghĩ rằng nó thông hơi, à, nó sẽ tạo cái luồng đối lưu để nó dẫn cái hơi nóng ra ngoài và cái hơi lạnh tràn vô, thì ở đây khi muốn tạo một cái luồng đối lưu như vậy á, là phải phải hình thành cửa ra và cửa vào. À, rất là phức tạp chứ không phải tùm lum như vậy. Thành thử ra nếu đây nói là tạo luồng đối lưu á, thì tôi nghĩ cái cách làm này là nó chưa đúng. Còn tùy theo những cái bạn khác thì có ý kiến thêm. Rồi như vậy thì cái đầu đầu lòng hơi hoặc là cái ống thông, gọi là ống thông nhớt, thông hơi nhớt ở trên đầu bò, là đều là những cái, thứ nhất cái đầu lòng hơi là theo thiết kế của tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khí thải Euro 3 đó, thì cái đó là nghiêm túc và chất lượng, nhưng mà nó không phải để cho cái xe mạnh hơn, cũng không phải để giải nhiệt cái xe như nhiều bạn hiểu lầm là để cho mát cái đầu bò, là không phải, mà để khử khí độc trước khi mà thổi ra ngoài từ cây bô. À, nhớ như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai này là cũng không có tăng công suất máy lên một tí tẹo nào hết, cũng không phải là làm mát máy theo đúng là tạo một đối lưu là đưa khí mát vào trong và lấy khí nóng ra ngoài, thì cái cách làm này là không có đúng. Nói thì nghe có vẻ hợp lý nhưng mà cách làm này là không có đúng. Rồi tùy các bạn là đánh giá hay là phán xét thêm gì đó. Rồi thân ái chào các bạn.